Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin kính chào quý vị các bạn. Ngày hôm nay Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc Kia K3 số sàn sản xuất năm 2014. Đây là chiếc Kia K3 sản xuất năm 2014 số sàn. Và chiếc xe này hiện nay đang được bán tại chợ ô tô số 1 Hải Dương với giá là 445 triệu đồng. 445 triệu đồng cho một chiếc Kia K3 số sàn sản xuất năm 2014. Như quý vị nhìn thấy ở đây, xe có màu trắng, nội thân vỏ rất là đẹp nha quý vị nha. Quý vị có thể nhìn thấy thân vỏ của xe còn rất đẹp. Mặc dù xe ở đây là dán Cerato, dán là Cerato, nhưng mà là xe này là giấy tờ của nó là Kia K3. Kia K3 và Kia Cerato thì thực chất nó cũng cơ bản nó gần như là giống nhau, không khác nhau là mấy. Cũng như là ngày xưa thời năm 2009-2010 thì nó có chiếc xe Forte và chiếc Cerato form 2009-2010, thì Forte với Cerato nó không khác gì nhau. Thì chiếc Kia K3 này với cả chiếc Cerato nó cũng như vậy, nó cũng gần giống nhau, khác nhau không đáng kể, gần như là cùng một form dáng và cùng một thiết kế option như nhau, nó chỉ khác cái tên gọi thôi. Thì đây là chiếc Kia K3 được sản xuất năm 2014 số sàn, động cơ 1.6 MT. Chiếc xe này thì quý vị có thể nhìn thấy đây ạ. Xe được bán với giá là 445 triệu đồng. Và tổng thành của xe thì quý vị nhìn thấy ạ. Xe được trang bị 4 la răng phay, la răng đúc, 4 phanh ABS, xinh nhan trên gương. Đây ạ. 4 la răng còn rất mới quý vị nhá. 4 phanh ABS, 4 la răng đúc, rồi là xinh nhan trên gương. Đèn bi xe lông siêu sáng. Đèn pha là đèn bi xe lông siêu sáng. Có hệ thống đèn gầm, mặt ca lăng cũng. Chiếc xe này nếu như mà quý vị nhìn thấy đây, quý vị có thể nhìn thấy thân vỏ rất đẹp, mình khẳng định luôn. Còn tí nữa mình sẽ mở đến nội thất của chiếc xe, thì nếu như so với cả cùng đời thì chiếc 2014 này thì chủ xe đi rất giữ gìn. Chủ xe đi rất giữ gìn các bạn nhé. Cái đấy thì nó được khẳng định qua gì? Là thực tế mình sẽ quay đây ạ. Đây là cái táp ly của cánh lái. Quý vị nhìn đấy ạ. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện và cụp điện tự động. Nội thất này, giấy tờ thì Kia K3 nhưng họ đã thay toàn bộ là bằng của Cerato hết rồi. Độ lên Cerato này, họ thích đây, rất là đẹp luôn. Xe thì tuyệt đẹp. Gương kính chỉnh điện, cụp điện, vô lăng tích hợp bàn phím. Đây ạ, vô lăng tích hợp bàn phím ạ. Màn hình camera lùi, điều hòa tự động. Điều hòa chiếc xe này có hai vùng điều hòa tự động. Vô lăng tích hợp bàn phím đây. Táp ly táp lô cực đẹp các bạn nhé. Xe cũng không taxi dịch vụ các bạn nhé. ...2014 và đồng hồ DOD hiện nay đang hiển thị là chạy 4 vạn mốt ạ. 4 vạn mốt các bạn nhé, xe đi rất ít đi thôi. Mỗi năm đi 1 vạn, chưa đến 1 vạn. Mỗi năm đi chưa đến 1 vạn các bạn nhé. Đây ạ, các bạn nhìn thấy DOD đây 4 vạn mốt này. Điều hòa tự động 2 vùng. Ghế da là còn ghế da nguyên bản bạn nhé. Ghế da nguyên bản thì nó sẽ có cái mặt ghế da, nó sẽ có lỗ này. Để tại sao nó có mặt lỗ này? Thì ghế da tất cả nó để cho thoáng khí, nó không phải như ghế da thay rồi thì nó sẽ làm ghế da trơn. Đây là ghế da lỗ nhé các bạn nhé. Xe đây, nội thất của xe đây ạ. Hai vùng điều hòa trần nỉ nguyên bản,
rất đẹp. Trần nỉ như mới, các bạn nhìn thấy trần nỉ như mới, sạch sẽ như mới luôn ạ. Đây. Hiện nay Dung Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương đang bán chiếc xe này với giá là 445 triệu đồng. Quý vị xem xe liên hệ trực tiếp Dung Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương, địa chỉ 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương ạ. Đây nội thất của xe đây. Rất đẹp luôn, phải nói là cực đẹp. Xe 2014 nhưng chủ xe đi rất giữ gìn và rất chịu khó giữ gìn xe của mình. Bởi vì nếu cũng là một chiếc xe nhưng không giữ gìn thì chiếc xe nó sẽ không thể được đẹp như thế này. Xe rất đẹp quý vị nhé. Bây giờ mình với quý vị hay đi kiểm tra về cái kỹ thuật của xe. Thì đầu tiên đây là chỉ cánh bên phụ. Mình có một thói quen là mỗi lần kiểm tra xe thì mình đi từ chỉ cánh bên phụ. Đây ạ, đây là chỉ cánh bên phụ đây ạ. Các bạn chỉ cánh bên phụ đây. Chỉ cánh phụ nguyên bản, không mất một phân chỉ nào quý vị nhé. Đây ạ. Đây. Ốc á còn nguyên zin chưa mở. Ốc đây. Ốc cánh cửa còn nguyên zin chưa mở các bạn nhé. Đây. Đây. Đây ốc dưới này. Cũng nguyên zin chưa mở. Đây là ốc cánh sau bên phụ đây. Ốc cánh sau bên phụ đây các bạn nhìn thấy cũng nguyên zin chưa mở nhé. Tiếp theo là chỉ cánh bên phụ. Đây. Chỉ cánh bên phụ cũng còn nguyên zin. Ốc ác còn nguyên. Về phần cốp của xe thì quý vị có thể nhìn thấy đây ạ. Ốc của cốp đít chưa mở. Đầu tiên là mình nhìn cái ốc của cốp đít vẫn còn nguyên chưa mở. Sau đó thì nhìn cái máng nước hai bên đinh tán đây còn nguyên nhé các bạn nhé. Đinh tán còn nguyên si. Không cái đường gân này không có dấu hiệu bị móp méo. Đường gân này không có dấu hiệu của móp méo. Quý vị nhìn thấy đây, bên này cũng vậy. Đinh tán còn nguyên. Đường gân này không có dấu hiệu là bị móp méo nắn chỉnh. Bây giờ đến phần chỉ của cốp thì các bạn nhìn thấy đây. Đây là chỉ trong, đây là cái lớp chỉ trong này. Chỉ trong còn nguyên này. Chỉ mép này. Đây, chỉ đây. Nguyên zin chỉ xịn luôn nhé. Đấy, là còn nguyên hết. Đây, khoang cốp, cái nỉ của khoang cốp là còn như mới. Đây, các bạn nhìn đây này, nỉ của khoang cốp còn như mới. Còn có một can gì đây là mình cũng chả biết là can gì đây. À, khả năng là can của vừa đấy nhá. Thằng em mình nó mua cái đây ạ. Đây là lốp sơ cua gần như còn mới bạn nhé. Lốp sơ cua thì đã hạ rồi nhưng mà còn gần như mới. Đây các bạn nhìn đây, xe lốp sơ cua gần như là mới luôn. Đét đèn đẹp luôn, nét từng cái chỉ vân nhỏ nhất thôi. Cho nên là hạ rồi nhưng mà đây đồ đây. Kích lốp rồi là kích rồi tiếp rồi tất cả mọi thứ nguyên zin hết. Đấy, rồi là còn đến cái phần tôn. Các bạn nhìn thấy tôn như mới. Từng cái đinh tán, từng cái vết đây. Mới tinh luôn. Xe chất như nước cất luôn các bạn nhé.
xe quá đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy quá đẹp luôn. Xong phần cốp, bây giờ chúng ta sẽ phần đến chỉ cánh sau bên lái đây ạ. Đây phần chỉ cánh sau bên lái đây các bạn nhìn thấy. Chỉ cánh sau bên lái đây ạ. Còn nguyên zin các bạn nhé, không mất một phân chỉ nào. Ốc ác còn nguyên. Các bạn nhìn thấy ốc còn nguyên xi hết nhé. Đây ốc còn nguyên zin hết. Ghế nguyên bản. Đây là chỉ cánh lái đây ạ. Chỉ cánh lái đây các bạn nhìn, nhìn chỉ cánh lái đây ạ. Chỉ cánh lái còn nguyên zin các bạn nhé. Ốc cũng còn nguyên zin luôn. Đây ạ. Ốc nguyên zin. Chưa mở. Các bạn có thể nhìn thấy. Bây giờ mình sẽ cùng với các bạn đi kiểm tra phần đầu của chiếc xe. Đây là phần đầu của chiếc xe. Thì đầu tiên các bạn nhìn thấy đây ạ, ốc cabo. Đây là ốc cabo ạ. Cũng chưa mở nha quý vị nhé, ốc cabo còn nguyên chưa mở. Đây. Ốc cabo còn nguyên chưa mở. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Nguyên zin. Chỉ cabo đây ạ. Đây là lớp chỉ trong. Đây là chỉ trong của cabo đây. Lớp chỉ trong của cabo đây. Và đây là chỉ mép. Đây là chỉ mép của cabo. Chỉ rất nét. Không mất một phân chỉ nào luôn. Đấy, đấy là chỉ cabo. Về phần ụ giảm sóc, đây các bạn nhìn thấy đinh tán còn nguyên, không móp méo. Đây. Vừa gân sống hai bên đây. Phần gân sống hai bên đây. Còn nguyên xi các bạn nhé. Đây phần tai của xe đây. Đinh tán hai bên tai xe đây còn nguyên. Bên này cũng vậy. Đây, bộ giảm sóc này. Phần gân này. Rồi là hai bên tai này. Đấy. Phần sắt xi này. Đầu răng các bạn nhìn đây. Sắt xi đầu răng đây. Đây là phần sắt xi đầu răng, đây là cái phần đây thanh sắt xi đây. Anh sắt xi đây, các bạn nhìn này. Quá đẹp. Xe đây, máy móc các bạn nhìn đây. Các bạn có thể nhìn thấy máy móc đây. Zin hết các bạn nhé, luôn là xe zin hết luôn, không có gì phải nghĩ cả, máy móc khô ráo sạch sẽ đây các bạn nhìn đây, đây. Quá đẹp luôn, đây là mình với các bạn đã cùng kiểm tra chiếc xe này, thì bây giờ mình với các bạn sẽ chạy thử chiếc xe này. Chúng ta hãy chạy thử chiếc xe này xem nó như thế nào. Chiếc xe này thì hiện nay đang được bán tại Dung Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương với giá là 445 triệu đồng thôi. Xe thì đẹp nhất vịnh Bắc Bộ. Xe đẹp nhất vịnh Bắc Bộ các bạn nhé. Bây giờ các bạn hãy cùng với mình chạy thử chiếc xe này. Thank you.
Xe hiện nay đồng hồ DOD đang hiển thị là 4 vạn 1. Máy nổ rất êm quý vị nhé. Đây, máy nổ rất êm nào. Bây giờ mình sẽ vào số. Côn số rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào. Cửa đã tiếng vừa cạch vừa rồi là tiếng cửa tự động khóa. Cái chuông của dây an toàn, cảnh báo dây an toàn chưa được cài. Ok. Thì gầm bệ rất là chắc chắn các bạn nhé. Và lái rất là nhẹ. Lái rất nhẹ. Gầm bệ đường này cũng khá xấu. Đường đang làm, khu đô thị mới đường đang làm. Chiếc xe này thì hiện nay đang bán với giá là 445 triệu đồng cho một chiếc Kia K3 sản xuất năm 2014, số sàn. Kia K3 thì hiện nay mình đang có 3 chiếc. Một chiếc màu trắng này số sàn này, một chiếc màu đen số sàn nữa, và một chiếc 2015 số tự động màu trắng. Quý vị có thể liên hệ xem xe trực tiếp tại Dung Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương, địa chỉ 10 lô 14.3, đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp Dung Audi qua số điện thoại 0855 966 966 để được tư vấn trực tiếp ạ. Quý vị nào chưa đăng ký kênh xin vui lòng bấm vào nút đỏ đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ thì nó hiện lên quả chuông. Quý vị hãy bấm vào quả chuông để nhận được thông báo mỗi lần mình livestream trực tiếp hoặc là mình báo giá chi tiết mỗi chiếc xe. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ Dung Audi ô tô cũ Hải Dương. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở video clip tiếp theo. Thân ái kính chào quý vị các bạn.